Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục những video tiếp theo của tựa game One Piece Millennium. Và video ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ mua cái khẩu súng đầu tiên của mình anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm luôn anh em à. Đây, 25.000 Bailey anh em. Dư giả rồi anh em à, lít liền, nấu năng gì hết. Thì khi nhấp vào đây mình mua là coi như là tử giật nha anh em, tử nạn liền. Không biết tại sao nữa, khi mà nó red lại là nó mới cho mình cái món vũ khí đó là mình phải chết đi anh em à. Rồi ha, bây giờ là có cà nông rồi anh em. Đó thì khi có được cái cây này quy lực của nó rất là dữ dội dằn dện anh em à. Anh em cần phải luyện cái điểm này lên cao cao một tí ha. Mà muốn luyện cái điểm này á thì thứ nhất anh em tân thủ thì sẽ nhận ở đây. Nhưng mà ở đây không thấy anh em à. Ở đây chỉ có điểm sức mạnh, rồi điểm kiếm và sức chịu đựng của chúng ta là defense. Chỉ có nhiêu đó thôi anh em. Rồi chúng ta muốn luyện cái điểm súng này đó thì có hai cách. Một là chúng ta qua cái đảo của thằng Raikudai nè anh em. Còn hai là chúng ta qua bớt ghi. Chỉ có hai cái vị trí đảo đó mới cho chúng ta luyện súng được ha. Còn cái thứ ba là anh em tự bắn như nè, tự biên tự diễn luôn. Nhưng mà tự biên tự diễn lên lâu lắm anh em, chậm lắm. Nên là chúng ta phải đi qua đảo khác để luyện ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Tiến bước nào anh em. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trường mề lết xác qua đảo của thằng Raikudai ha. Rồi đi nào, đi nào. Qua bên đây anh em. Đó. Qua đây thì mình sẽ có được những cái điểm súng vô cùng béo bở anh em. Hiểu đây có hai điểm đúng không anh em? Điểm súng này thì mình ít khi nào mình luyện lắm. 3-4 video rồi thì video ngày hôm nay mình quyết định là luyện điểm súng. Tại vì điểm súng nó có lợi sau này rất là nhiều luôn anh em. Sử dụng nguyên một cây thần cơ đại pháo như vậy mà chẳng lẽ là không luyện anh em nó á. Lên đây ha anh em, nhận nhiệm vụ. Anh em nào nhỏ thì qua bích ghi ha. Một là anh em nhận nhiệm vụ dưới đây, anh em đủ sức anh em đánh bại thằng Raikudai. Còn riêng mình á thì không có haki vũ trang anh em à. 100k chỉ mua được haki quan sát thôi. Thì phím K là haki quan sát, còn phím G là haki vũ trang ha. Thì anh em nào mà có haki nào thì anh em cứ bật haki đó lên, còn anh em nào không có thì cũng nhấn thử cho vui. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Thì bên đây cũng không có luôn anh em à. Có một cái điểm súng ở đây là chúng ta phải đánh bại cái thằng Raikudai trác quỷ hệ Logia, rất là nguy hiểm nha anh em. Vậy đây là kiếm defense, vậy là chúng ta phải qua bớt ghi rồi anh em à. Chứ đây là liền không được đó, thằng Raikudai đó ha. Anh em mà có dạng mà haki vũ trang muốn quất được anh em à. Tại vì nó trác quỷ hệ Logia mình quýnh cũng khó cân lắm. Với điểm súng anh em cao cao là nó thiệt quýnh ngon luôn anh em. Rồi để mình nhận coi. Ở đây là 6.000 là mát nha anh em. 6.000 điểm là mát. Chúng ta nhận chừng 5.000 mấy chúng ta mới làm. 4.000 mấy đừng làm ha. Điểm ginh 4.600 đừng làm luôn. 5.000 mới làm ha. 5.200 thấy còn thấp quá. 5.300 lên miếng nữa đi. Lên 5.500 đi. 4.500 xuống giá dữ vậy. Cổ phiếu đâu xuống giá kinh thế. 5.700 ok. Vậy thì mình sẽ làm 5.700 ha. Raikudai này quất rất là mạnh nha anh em. Mình phải chơi dạng thần cơ đại pháo à. Nó mình tọng vậy á, nó chả si nhê gì cả. Các quỷ hệ Logia mà si nhê gì nó. Mày không si nhê gì hả mày. Cũng quýu như thường thôi con. Ở đâu si nhê. Không si nhê. Quất liền. Ê mày làm cái gì vậy. Thiệt tình tức. Cỡ mình có haki rồi mình móc cái kiếm ra mình chém sắp mặt nó rồi. Cái này có haki quan sát không mà bật lên đây làm gì. Bật lên chọc nóng chọc ma nó lên thôi chứ làm gì anh em. Vậy chứ dây. Thời ơi. Ôi, chết. Mày để tao đứng dậy đi chứ. Chơi nhục quá. Ừ. Rút nó đúng rồi. Mày. Mình phải kiếm haki vũ trang mới được anh em. Chứ haki quan sát vậy là không ổn đâu. Chơi thằng Raikudai chơi còn lợi nữa mà. Đứng đây quýnh vậy nào chết nó trời. Sao quá cà lem mà. Có cái chiêu lava này rút máu ảnh thấm nè anh em. Mày tà gô. Mình giọng vô cái bật ngửa mình luôn anh em. Chí gì chứ. Khó ăn à nha. Khó. Mày nó có dạng cái giọng cảnh cáo mày á. Không được rồi anh em à, không ổn rồi.
Tình hình căng thẳng phết. Từ nãy giờ mới mất được 1/2 máu nữa anh em. Chua chát tình con bậu rồi. Trong khi nó đá mình nhập viện. Cỡ có haki dạng mà haki vũ trang là mình quất đây mình đứng chém phê luôn anh em. Nó đâu làm gì được, nó thả cái móc nó làm gì được phải không? Khó ăn rồi nha. Mày rung chuyển. Vậy là phải kiếm thêm 100k nữa rồi anh em. Trà gô làm cái gì vậy? Làm gì vậy? Chơi mình leo lên núi xuống miền Nam thì ứng nè. Rekudai này dữ ha. Lận 29 máu rồi, thấm thì gì nó á. Hình như là dạng mình gỡ ghẻ cho nó đó anh em. Mày gỡ ghẻ. Ý, lướt lên liền. Đâu có ngu. Thả ra liền, nấu á. Rúm chưa? Rúm bà rùm chưa con? Mày ăn rồng nè. Có bao nhiêu chiêu mình tặng miễn phí nữa luôn anh em. Ồ. Oh. Được á. Thả tiếp tục ra gì đâu. Tiếp tục cho nó ăn rồng nữa. Lần 11 máu quýnh dậy tới sáng thiệt đó anh em. Mày. Ơi, tiêu rồi. Không xong mình rồi. Vậy xong mình ra. Mình đập cái đi luôn trong đây là hên quá anh em, ra được rồi ha. Thả ra nó. Mày nè, ăn hết cái này nè con, mày thấy tao bắn chưa? Cái chiêu bắn tay nè giống ở bên Tiết Quân Biết luôn á anh em, không có khác gì đâu. Cô. Giọng nó ư. Ủa nhớ mình chỉ ngay nó mà cái gì rớt cái ứng nè. Rớt gì xong ngay nó gì hết trơn nè. Mày. Me me quýnh là cũng chết rồi anh em. Thứ này. Ăn rồng. Vậy mà cũng hụt ke nữa ta. Ý. Lướt lại liền. Ý không xong rồi, hên quá. Me đập Raikudai. Mày. Ý, lướt lên liền. Đâu có ngu. Nè, ăn thiên thạch rau đi con. Gì kỳ vậy? Gì rau đâu kỳ cục vậy? Ừ, rau vô đầu nó. Mình phải giết được thằng này anh em. Mình phải lấy 5.702 kinh nghiệm. Nó hơi lâu một tí thôi. Chịu khó. Mày tưởng tao làm không được gì mày hả? Đứng đó mày nhăn miệng, mày nhe răng, mày cười người hôm trước hôm sau người cười. Tiếp tục nấu á. Chơi nó dậy ứng. Cười. Ý. Lướt đi. Lỡ rồi. Bu cái dừa ôm cái dừa mà sống. Nè đập mày nè mày. Mày sắp mặt trời ơi. Được. Cái cú này đang ngon rồi nha. Mày hả mày. Tiếp tục. Mình phải phối hợp tất cả các hệ thống chiêu thức để hạ Raikudai này anh em. Raikudai này đây là một cái cốc lắc ha. Ta chỉ cần dụ nó đến đó là được. Đập thì anh em vậy nè, chơi vậy nè. Nó sau đó là mình lướt lên liền. Chơi vậy á mới ứng. Chứ giờ quất nó không chết mà phải chơi vậy thôi anh em. Chơi lầy mà. Nhìn thấy ngậm cái điếu xì gà là thấy ứa gan ứa phổi rồi. Nói xong sau đó mình lướt lên ha. Mình sử dụng tiếp những cái chiêu mà mình còn có thể sử dụng được. Bắn lên trời. Mày hả mày. Đứng đây bắn gì mà rưa không anh em. Ui. Vậy mình không sao. Lướt lên. Y. Dướng cây dừa anh em à. Phải lấy được cái điểm ginh mới được.
Không thể để cho con cừu đụng mặt được anh em. Sắp được rồi. Lướt lên liền, đạp xong là lướt trốn liền. Đó, sắp sắp được rồi hả anh em. Gần ơi. Đây là dạng người ta nói câu có công mài sắt có ngày nên kim nè anh em, là đây nè. Đúng như câu tục ngữ của ông bà ta nói luôn. Đừng đừng có chơi dại nha bạn, mình khó khăn lắm á. Mới hạ nó được bao nhiêu đó máu. Ý ý ý lật gọng. Trời ơi, 47 điểm kinh liền anh em. Anh em thấy chưa? Anh em thấy gì chưa? À, thần cơ đại pháo mình tổng. Mày hả mày? Trời ơi, công mình quýnh nãy giờ không không uổng phí anh em à. Không uổng phí thiệt luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ qua bet ghi ha. Cái gì đây? Cái thiền cái kiểu gì kỳ vậy? Chắc ăn trận gì bất nhân nữa. Lên 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 lên. Qua bet ghi đi, qua bet ghi đi. Gì vậy? Sao rồi? Lên không được luôn. Chìm luôn. Xin lỗi bạn nhiều ha. Rồi bây giờ tiến qua bet ghi anh em à. Trời ơi, giết được Raikudai đã thì chứ, lên điểm ginh anh em thấy phê chưa? 47 điểm. Chả chơi đâu anh em. Lên tiền mình nữa nè ha. Mình à, có công mài sắt vậy thôi. Đa số anh em là có hai kỳ vũ trang. Quýnh dễ lắm trời ơi. Hai kỳ vũ trang anh em vũ. Bắt đầu bật hai kỳ vũ trang cầm kiếm rồi chém sắp mặt nó luôn á. Với một cái điểm kiếm mình như thế này là mình chém le lử nó nãy giờ rồi. Chứ không phải là để nó mà nó lộng hành vậy đâu. Sử dụng Magu, Magu gần chết à. Sử dụng hết công năng đặc dị của trái Magu luôn. Giờ qua đây tiếp tục luyện điểm súng anh em. Cái súng thần kỳ của mình. Lên đảo nào. Lên đây, lên đây. Nhận. Nhiệm vụ cũng có ginh nữa hả? Để coi coi ha, cái thằng hề bích ghi trên đảo có. À có. Chà luôn, chà luôn, chà luôn. Hôm nay là luyện điểm ginh mà anh em. Ginh thì bên đây có cái điểm dưới đây nha anh em. Mày quýnh gì mày quýnh đi. Tao trát quỷ hệ lưu ra mà cho quýnh thoải mái. Bên đây coi coi mình nhận. Giới hạn của nó bên đây hình như là 5.000 phải không ta? À 5.000, 4.700 được rồi anh em. Không nên tham lam quá. Mày bu hả? Nè. Mày ăn thần quả đại pháo nè con. Lấy lấy. Đây đây đây. Mình bật haki quan sát mình chơi cho anh em coi ha. Ca đó đó. Mình sẽ né ha. Né như thế. Từ nãy giờ anh mà có haki vũ trang là chú em sắp mặt đây ở đó chú em bu bu lại đây. Tưởng nó chú em ngon hả? Không dám chơi chiêu kia anh em à. Chơi chiêu kia mình sợ chết vậy. Chơi chơi thần quả đại pháo. Nó mình tọng vậy nè. Mày chạy đâu? Anh em đừng dụ xuống biển nha. Này không giống tích con biết ha. Nó xuống biển là coi như là nó mất luôn á. Mày mày. Tao bắn giật rưa không à. Đó. Chúng ta cứ lạn vòng vòng thôi. Phải sử dụng thần cơ đại pháo. Bắn nó từ từ chập. Rồi cũng làm gì leo hướng nè. Leo leo. Haki quan sát chưa hồi nha anh em. Haki quan sát hình như là nó duy trì được 10 giây 20 giây gì á. Anh em bật phải khoảng 1 phút sau nó mới hồi lại ha. Chứ nó không có hồi hoài giống như Tích Quân biết đâu. Ý. Nó vẫn chưa hồi anh em thấy chưa. Giờ mình phải dạng quýnh nó như thế này nè. Khổ chưa. Mày cũng chết thôi bết ghi. Đường nào lót niệm cho đi. Cũng cơm. Đó mình cứ canh mình tọng ngay nó là được anh em. Bây giờ Haki quan sát mà hồi là nó chết rồi, nó chết liền luôn á. Mày. 10 giây chưa chết luôn anh em, hay thiệt. Ghê ta, chưa chết luôn. Ê, quên, mình chơi chiêu đó cái thằng hề bích ghi nó văng ra biển là nó chết dưới biển luôn anh em à. Mày hả mày. 64 điểm, anh em thấy chắc chưa? Farm điểm súng cực kỳ dễ luôn. Nếu mà chúng ta có điểm kiếm với điểm sức mạnh cơ bản là chúng ta farm điểm súng là phê luôn. Đó, bây giờ thì anh em thấy ở đây điểm súng thì chúng ta phải cần boss mới farm được anh em à. Đó, nhưng mà farm cái nào cái đấy là nó chất lư. Kế đến là riêng cái điểm sức mạnh này á,
Thì anh em farm nó sẽ cộng sức mạnh vừa cho bản thân anh em mà vừa vừa sức mạnh trác quỷ luôn ha. Đó, anh em muốn cái nào thì anh em farm cái đó. Nói chung là tất cả trong đây cái nào cũng cần thiết hết. Chứ không riêng là mình muốn farm cái nào anh em. Ở đâu rồi? Mấy rắn này chạy đâu à? Đâu? Thử thử một quả thần cơ đại pháo kìa. Trời ơi chất. Chắc nịch. Đó giờ giờ mình mạnh đứng đây mình bắn ngon không anh em? Để coi coi, mình coi coi cái thằng kia nó chạy đâu rồi. Đây là thường thường hai thằng. Làm gì? Bu 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 bu. Vô đây sấy nồng ở đó mà bu. Bu vô đây kiếm ăn. Đó đó, anh em thấy có cái thần cơ đại pháo anh em đứng đây anh em tọng nè. Bên đây. Cái hay đạn anh em tọng bên đây. Đó anh em tọng bên đây viên nữa. Đó. Nã bên đây. Chất. Đã không anh em, đã không? Nè, nó thông báo là trái quỷ đã xuất hiện và Haki Puk đã xuất hiện rồi ha. Anh em chỉ cần tìm tìm các hòn đảo nó sẽ xuất hiện những cái thứ này và anh em có thể lấy mà ăn xài ha. Riêng mình thì mình chỉ muốn là mình lấy được Haki vũ trang anh em à. Để mình farm cho dễ, mình có Haki vũ trang là coi như là mọi chuyện kết thúc chấm hết rồi đó. Mình bây giờ thì con nhân vật của mình khá ổn rồi, giờ chỉ thiếu Haki vũ trang thôi. Có Haki vũ trang là ngon là chắc lừ luôn á. Rồi cũng nó cầm cầm con cây đại pháo thì ứng gì chứ. Ngọng, đúng rồi. Bắn ngược lại sao được không? Mình tưởng đâu pháo này giật ngược bằng đích chứ. Thường thường phát phát bắn chính diện, phát bắn giật giật ngược lại sau lưng. Rồi đó, anh em thấy không? Điểm sức mạnh mình tăng lên thì sức mạnh các quỷ cũng tăng lên ha. Rồi ok, vậy là video ngày hôm nay thì anh em đã chứng kiến được cái cảnh mà mình farm cái tên hề Bất Ghi ha. Và một trong thất vũ hải Great Kodai sở hữu trái Suna Tsunanumi thì mình cũng đã giết được hắn ta rồi ha. Và nhờ hai nhân vật này thì điểm số của Ginh mình đã lên được 66 điểm. Rồi ok, cũng cảm ơn anh em đã bỏ không ít thời gian ra để xem video tầm xàm mí lao của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của tựa game One Piece Millennium. Xin chào anh em nha, bye bye.